phản ứng gây sốc của netizen Trung Quốc về Việt Nam, ký ức chiến tranh vẫn ám ảnh. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề, có lẽ họ chính là nhân chứng của lịch sử. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Khi có chiến tranh thì có thương vong, bên thua thì thiệt hại nhiều, bên thắng thì thiệt hại ít. Lính Mỹ sẽ hiểu điều đó. Cả hai bên đều là quân nhân, họ đều tuân theo mệnh lệnh, khi nhìn đồng đội ngã xuống đều cảm thấy bất lực và buồn bã, tôi chỉ mong muốn thế giới hòa bình. Ghi nhớ những đau thương, bài học lịch sử và sống tốt đẹp hơn, mỗi ngày chính là ý nghĩa thiết thực của những bảo tàng triển lãm quân sự này. Ở đó có triển lãm kết quả năm 1979 không bạn? Họ là sự khiêu khích đầu tiên đến với chúng tôi ở Quảng Tây. Họ luôn muốn Quảng Đông và Quảng Tây của chúng ta. Bây giờ họ vẫn đang nghĩ về nó. Bạn hãy nhìn vào bản đồ lịch sử trước đây và xem Quảng Tây thuộc về đâu. Vì thế mỗi khi mở rộng lãnh thổ, Quảng Tây của chúng ta cũng cần có lối ra biển. Nhưng cuối cùng Liên Xô đã không giúp đỡ Việt Nam. Việt Nam đã thực lực giành được độc lập. Vấn đề là người Việt khóc vẫn liên quan đến chúng ta. Những gì Liên Xô đã làm là đứng đằng sau hậu trường. Vô nghĩa, đó chỉ là đứng về phía họ để bắt nạt ta mà thôi. Bạn có thực sự nghĩ rằng họ đã gửi quân tấn công biên giới của chúng ta sao? Tôi cũng sẽ rất buồn nếu có người đánh tôi từ thời cổ đại đến năm 2024. Bố của bạn tôi đã hy sinh ở tiền tuyến trong khi chống Mỹ xâm lược và giúp đỡ Việt Nam. Anh không nhớ bố mình trông như thế nào? Có gì mới không? Đây là một thực tế. Nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc, Việt Nam đã bị Mỹ đánh bại. Để ăn sáng tại trấn Nam Quan và đón Tết ở Nam Ninh. Nó đáng giá. Khi nào họ sẽ trở lại? Nhóm đó đã bị tiêu diệt rồi. Tôi đang nghĩ cách lấy lại 20 tỷ ban đầu viện trợ họ. Hồi đó 20 tỷ thì nay có giá trị từ 3.000 tỷ đến 4.000 tỷ. Khi nào ta sẽ lấy lại được? Nhưng vào thời điểm đó, con số đó chỉ là 20 tỷ USD. Không có tiền thì đổi đất, tôi nghĩ Hà Nội cũng được đó. Chẳng phải ta đã lấy lại được tất cả khi rút lui sao? Ta còn cho nổ tung tất cả nhà cửa, cơ sở công nghiệp, thậm chí cả những con đường tử tế. Chúng ta phải lấy lại. Bây giờ họ vẫn muốn lấy lại Quảng Đông và Quảng Tây của chúng ta. Ta chỉ lấy lại được tiền lãi chứ không lấy lại được tiền gốc. Một số quân khu lớn đã thay phiên nhau đánh Việt Nam. Trên thực tế, đó đã là thời khắc nổi bật của họ. Nếu sau này bạn lại chiến đấu, bạn sẽ không có bất kỳ lợi thế nào. Tôi mong rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ thân thiện từ thế hệ này sang thế hệ khác và không bao giờ đánh nhau nữa. Người Việt là hậu duệ của một nhánh của dân tộc chúng ta, tuy nhiên sau khi lập quốc, họ nhấn mạnh rằng họ khác với chúng ta và thực hiện nhiều cắt giảm văn hóa, như xóa bỏ chữ Hán phồn thể và thay thế bằng tiếng Việt. Thư pháp kết hợp nét chữ Latin và nét duyên dáng truyền thống, và một số người Trung Quốc cũng được sinh ra bởi phụ nữ Việt Nam. Họ là họ hàng nước ngoài của chúng ta nên dù có hạn chế thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể bỏ được tình cảm này. Thật tiếc thay, trở về trong vòng tay mẹ Trung Hoa là con đường đúng đắn. Xin bạn đừng nói nhảm nữa, không liên quan tới việc thống nhất đất nước. Các bạn Việt phải ghi nhớ bài học, tự xét mình, không nghe theo sự xúi dục của gấu và đại bàng. Những người thiệt mạng và bị thương trong chiến tranh đều là con cái của những người dân thường. Tôi ước gì không có chiến tranh và hãy trân trọng cuộc sống. Sự hy sinh chính là trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, họ đã gần như kiệt sức. Họ có bao giờ tự hỏi tại sao họ lại trông giống người Trung Quốc đến vậy không? Lạ thật, sao dạo này nhiều video tiếng Việt thế nhỉ? Bạn có muốn đến Nam Ninh để đón năm mới không? Bởi vì họ cũng muốn tiến hành một cuộc chiến về nhận thức. Đây là một cuộc chiến tranh thảm khốc, và tôi xin gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của cả Trung Quốc và Việt Nam. Họ đã chịu sự ức hiếp và áp bức của triều đại phong kiến Trung Quốc suốt hàng ngàn năm. Nhưng cuộc phản công tự vệ chống Việt Nam chỉ kéo dài 10 năm, nếu quá hoài niệm sẽ gây bất lợi cho sự giao lưu kinh tế giữa hai dân tộc. Lập trường tuyên truyền của cả hai bên đều khác nhau, cả hai bên đều đã hy sinh rất nhiều. Từ nay trở đi, họ phải canh gác biên giới thật tốt, nếu lần sau chiến đấu hết mình, thì sẽ không phải gánh chịu những thương vong này. Có lẽ họ sẽ tự hủy hoại mình. Ai đã bắt đầu cuộc chiến với Trung Quốc? Tôi đã xem hình ảnh họ bị Trung Quốc đánh. Thật khó chịu. Đánh giá ở độ tuổi của chúng ta có kinh nghiệm chiến tranh biên giới. Chúng ta không ngờ rằng ngay cả người già và phụ nữ cũng sẽ dùng súng chống cự khi chúng tôi xâm lược. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể tấn công tất cả bằng một cuộc tấn công bất ngờ. Những ông già này có phải là cựu chiến binh Việt Nam không? Họ là cựu chiến binh Việt Nam. Vấn đề họ khóc của người Việt vẫn đến từ chúng ta. Tôi không biết họ đến từ đất nước nào. Họ đã bị nổ tung bởi bom pháo của ta.
họ thậm chí không thể tìm thấy một ngôi nhà nguyên vẹn nào trong thành phố. Liệu họ có phản ánh câu chuyện cảm động về cuộc kháng chiến chống Trung Quốc không? Có vẻ như vậy, từ thời nội chiến đến chiến tranh chống Trung Quốc. Chúng không có trong sách giáo khoa lịch sử. Vâng, bảo tàng quân sự mới của họ ghi lại cuộc phản công tự vệ chống lại Trung Quốc năm 1979. Lịch sử liên quan Trung Quốc sẽ được ghi lại. Bạn đã bao giờ đến bảo tàng chưa? Bạn có thể cho tôi biết phòng triển lãm nào có nội dung về chiến tranh Trung Quốc Việt Nam không? Đó là nỗi buồn hay sự sợ hãi do cái bóng ma tâm lý gây ra. Lực lượng thiết giáp tiên tiến nhất của cánh quân phương Đông đều ở phía Bắc để phòng thủ trước Liên Xô. Đất nước họ sẽ không bị tiêu diệt. Người anh cả có sức mạnh dân tộc của người anh cả, còn người em có sức mạnh dân tộc của người em. Họ đều đang nghĩ đến việc tự hoàn thiện bản thân trong tâm trí. Người nước ngoài cũng có cảm xúc này phải không? Khi đánh đau, tôi chỉ nhớ là mình đã khóc. Tôi tò mò về những gì bảo tàng của họ nói về ta quá. Họ nói về sự áp bức ở triều đại nhà Minh. Đây là một bảo tàng chiến tranh trong nước ở Việt Nam. Hỏi họ xem họ có muốn quay lại thời đó không? Họ có thực sự hiểu lịch sử của năm đó không? Tất cả đều phản ánh xung đột biên giới với ta, tức là phản công tự vệ của ta. Tại sao bạn lại bị đánh? Bởi vì tôi sắp đến Nam Ninh để đón Tết, nếu không đến được, tôi sẽ khóc. Nước mắt của kẻ xâm lược giống như nước mắt của cá sấu. Có bao nhiêu người không biết rằng chiến tranh Việt Nam kéo dài đến những năm 1990? Nó nhằm hạ bệ Việt Nam và Liên Xô. Nếu chỉ tập trung vào Việt Nam, thì thực sự rất có thể Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của ta. Họ ở một quốc gia nhỏ, quyền lực rất ít, lại đánh giá quá cao năng lực của mình, muốn trở thành Nam Bá Thiên, rõ ràng là một con mèo con, lại cho rằng mình là hổ, cùng hổ thật đánh nhau. Nếu không có sự can thiệp của ta, anh ấy đã thực sự thống trị Đông Nam Á. Hãy cẩn thận, họ đã kết hôn với nhiều người Trung Quốc rồi. Tại sao thế nhỉ? Những người lính chiến đấu vì lợi ích của đất nước cần được tôn trọng, ngay cả khi họ là kẻ thù. Tất nhiên, chúng ta có vị trí của mình, họ có vị trí của họ. Là một người dân Quảng Tây bình thường, nếu đất nước cần tôi sẽ không thương xót kẻ thù của mình. Tôi rất may mắn vì đất nước chúng ta có rất nhiều người có tâm huyết. Người Kinh Việt Nam cũng tin chắc rằng quân đội của họ là quân đội nhân dân thực sự. Ngày nay nhân dân Lào, Campuchia cũng biết ơn quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là nhân dân Campuchia. Hãy kiểm tra cấu trúc di truyền của chính bạn, và bạn sẽ thấy rằng tất cả các bạn đều là chủng tộc hỗn hợp. Giống như gia đình khách gia của tôi có một tỷ lệ lớn gen Bách Việt. Chiến tranh gây tổn thương nặng nề nhất cho thường dân của cả hai bên, và các chính trị gia tự hào nhất về điều đó. Tôi đến Việt Nam và thấy đàn ông trên 50 tuổi thờ ơ với người Trung Quốc. Tôi bị đưa đi mấy tỉnh biên giới, mang bóng ma tâm lý. Có vẻ như nó đã thực sự khiến họ đau đớn sâu sắc. Tôi nhận thấy có một vấn đề là tiếng Việt có vẻ gần với tiếng phổ thông hơn, tiếng Quảng Đông. Và mọi nền giáo dục yêu nước đều giống nhau. Tôi nhớ Việt Nam là nơi tập luyện của chúng ta phải không? Nếu may mắn, anh ấy có thể khóc, nhưng nếu khiêu khích, anh ấy sẽ hạ gục bạn. Nếu còn dám gây rối ở biên giới của chúng ta nữa thì sẽ bị đánh thậm tệ hơn. Việt Nam ơi đừng khóc nữa nhé. Từ những bình luận của netizen Trung Quốc về Việt Nam, có thể rút ra một số kết luận sau, quan điểm mâu thuẫn giữa lịch sử và hiện tại. Nhiều người Trung Quốc nhìn nhận lịch sử quan hệ hai nước với cảm xúc phức tạp. Một số bình luận thể hiện sự thông cảm với đau thương của Việt Nam trong chiến tranh trong khi những ý kiến khác lại giữ quan điểm chủ nghĩa dân tộc mù quáng, nhấn mạnh sự vượt trội của Trung Quốc. Một số người nhận thức rõ tổn thất và xung đột lịch sử, đồng thời nhấn mạnh bài học hòa bình và hợp tác trong tương lai. Các bình luận phản ánh tâm lý bảo vệ lãnh thổ, với sự nhấn mạnh rằng Quảng Đông, Quảng Tây là lãnh thổ của Trung Quốc, và không quên nhắc lại các tranh chấp biên giới lịch sử. Một số người nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong việc hỗ trợ Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ, nhưng lại cảm thấy thiệt thòi, vì điều đó không được ghi nhận. Một số ý kiến hão huyền cho rằng Việt Nam có nguồn gốc từ văn hóa và dân tộc Trung Hoa, và sự khác biệt hiện nay là do cắt đứt các yếu tố truyền thống. Quan hệ lịch sử và văn hóa này đôi khi được nhìn nhận như một sự gần gũi, nhưng cũng có lúc được diễn giải theo hướng ưu thế văn minh của Trung Quốc. Một số bình luận thể hiện mong muốn hòa bình và trân trọng sự hy sinh của các bên trong chiến tranh. Tuy nhiên, cũng có các ý kiến mang tính đe dọa và hạ thấp Việt Nam, ám chỉ rằng Việt Nam sẽ khó đứng vững nếu không có Trung Quốc hoặc nếu còn xung đột. Việt Nam được họ nhìn nhận vừa như một quốc gia nhỏ bé nhưng đầy tham vọng, vừa có khả năng tự lực đáng nể trong các cuộc chiến tranh. Một số ý kiến tỏ ra ngạc nhiên trước sự phổ biến của văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện tâm lý dè chừng trước sự phát triển nhận thức và vị thế quốc tế của Việt Nam. Nhìn chung, netizen Trung Quốc có góc nhìn đa chiều về Việt Nam, bao gồm sự cảm thông, ngưỡng mộ lẫn tâm lý cạnh tranh, tự tôn dân tộc. Những cảm xúc mâu thuẫn này phản ánh một mối quan hệ lịch sử phức tạp
và thái độ hiện tại phụ thuộc nhiều vào góc nhìn của từng cá nhân, từ sự tôn trọng hòa bình đến tâm lý chủ nghĩa dân tộc mù quáng.